Hello. Cực kỳ thuyết phục. Rồi rồi, tới công chuyện này. Mình xin bú cái khác nữa. Hello. Đây rồi. Đấy, cũng nhiều quân chơi được. Bông cải đã WeScan 5.000 đồng. Giải trường em có một slot VR Pass 3. Ví dụ em vô địch kỳ danh cao thủ thì có được đánh slot đó không ạ? Bên bông cải nhờ. Được đấy. Kể cả danh vàng và vô địch cũng được đánh nhờ. Tin chuẩn. Mình lấy cái loại đầu game đánh mà không được nguyên tích là tí là mình khói chơi đấy. Giá cơ thì biết đâu gặp cái chuyện nào. Ngon giống kiểu tự tin vô địch 100% ấy nhỉ. Just like a wedding, I'm crashing in. Hundreds on hundreds, I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Buckets on buckets, I'm switching edition. Back in my bag, going back again. I feel like Aladdin, yeah. I'm on a giải phóng. Ngoài HK team nào chơi ổn với anh à? Nhiều mà. Giải phóng mà xanh thì đánh 5 tiền đánh con Bria cũng được. 4 tiền thì Olaf dùng được này, Pio dùng được này. 2 tiền thì có Nila, Akali. 1 tí con cầm được luôn đấy chứ. 6 thiên binh mình cảm giác là cái ấn mạnh nhất meta đấy. Vột Zone chỉ cần ra 6 thiên binh thôi là đép được cái đoạn 4 chấm rồi. Lên được một con 2 sao là vào top rồi. Áo thiên binh giờ đánh bằng Nila, K2 đánh ở Wenfio ngon hơn. Nếu mà lên được 8 thì cứ lên 8 mà đánh. Zone thì nó vẫn nguy hiểm. Với lại mình có ấn thì lên 8 đánh 6 thiên binh chắc chắn là được có 6 thiên binh rồi. Đợi mình cưới thì chắc phải tầm 2-3 năm nữa đấy. Kiểu muốn lấy vợ sớm với nhau mà. Ít nhất là 2-3 năm nữa. Tin chuẩn à? Chắc chắn là sẽ mời rồi. Đám cưới mời hết anh em kênh chat luôn à? Ừ. Anh xin sinh năm bao nhiêu à? Bao sở bác sĩ ở cưới thế à? Lúc nào muốn cưới thì cưới lại. À, đấm bên nhà luôn. Ôi Nami luôn rồi cơ. Bắt chết rồi. Cút mẹ đi. Bắt chết rồi anh em ơi. Gặp thể tiến mạnh quá. Vào được rồi. Ba đớp nhưng mà không có đủ ba đớp. Sao mình có lúc cầm ba đồ. Ba đồ thế 10 thì quái với ba đồ chứ. Với lại có cái loại linh vật trường học đúng không nhỉ?
Lại một bạn kỳ quái nó mới cầm đồ. Nhiều thế. Durian này. Mà thôi. Đấy mẹ ai này đánh như vậy. Đấy cái này dùng được luôn. Đã mất công dồn giờ lên 9 rồi anh em ạ. Ui lắp quên ông lắp cái nước mắt vào ăn được thêm một hai chét rồi đấy. Thơm. Ơi, chết mẹ rồi, đỡ rồi. Ông ơi, cái quả đấy là xoay nguyên cái bài PU rồi đấy. Bài ngố rồi, trời ơi đấy. Tổng ơi, anh cái bài này đồ xấu quá. Xoay sang cái bài gửi gan thì đồ đẹp quá. Lỗi nặng. Hai rồi cũng không lên được hai. Ôi giời. Hô đẹp. Gặp thầy tín sợ quá. Vẫn cho bú được phát nữa này. Bài thầy tín nhìn kinh quá. Lèo đi. Chết thôi anh em ơi. Ôi ông này có cái bùa là choáng. Ôi ông này bùa thế giới rồi, bảo thôi. Thua rồi. Ôi ăn choáng liên tục. Ôi may cái bùa này mới bị nớp. Ngu đét. Đét
Thì đánh cái bài này đúng mốt đấy. Anh ăn Kama là top 1 rồi. Mày cái cặp ông này mạnh. Này cứ anh em cứ đánh bài đá cứ cái mẹ gì. Mấy con này lên 2 rồi là dép siêu mạnh rồi. Ê, con này nhiều đam nhất à. Chết mẹ rồi. Ô, con này lại nhiều đam hơn con này à. À băng băng. Ngố. Hay đấy, cả làng được mỗi con tanh cái mẹ đi. Băng nhiều đam quá. Không sao nha. Vẫn đẹp, vẫn đẹp. Jilin vẫn chết sớm. Ông này kiểu xếp không thể đáo hết được. Giờ mình lên được con Bria 2 thì mạnh. Đây rồi. Này thế. Cái này thì cho con Diana nó hút chi mó. Cái này đá con nào dùng. Nhắm này. Phải nhắm thêm đam sau đây. Luôn này đổi ra đúng không? Rồi hết mắc binh rồi đấy. Chờ lâu tấm đánh của Rai này. Ơ, đàn này được cái bùa miễn khống chế. Ngoan thua lắm. Hai ô lắp vào gì nhìn này. Ờ, mất bạn ngõ. Một lát tôi tác dụng mẹ gì đâu. Thay vào mất bạn ngõ. Tên này gặp bóng. Không biết ban nào không? Kiểu mấy nhà này không có nhà nào có đam giết vừa ra mình. Chết rồi. Hết vị rồi. Nhà này còn dư cái Nico này. Dư Nico chưa dùng. Sẽ không cần. Ba tiêu. Tùy đi. Đã rồi. Ui rồi. Áp đảo luôn đấy. Vẫn còn đang để dành cái Nico. Rồi 4 tiền 3 sao à? Này đang muốn dồn 4 tiền và sao à? Ông này còn 40 tiền này. Ý là dồn kiếm Taric khó lại. Cái ông này giờ lên Senat 2 thì đã ăn được mình. Ái xà, đang dồn là... Ôi, nhiều dài lắm rồi. Đây, bắt lại, bắt lại. Cần đấy. Cắt cú đi đi.
Supply 3 rồi. Thiếu một con nhầm. Nhà kia thiếu một con.